Để tiếp tục chương trình, Bích Phương có mời quý vị theo dõi sinh hoạt cộng đồng về ngày khai giảng lớp nhiếp ảnh của nhà Việt Nam tại Silver Spring, Maryland do Bích Phương và Đầu Thanh Vân thực hiện. Với niềm mong ước tạo điều kiện để đồng hương cư ngụ tại Maryland, nhất là các quý vị cao niên có thể tham gia những sinh hoạt về văn hóa, xã hội của nhà Việt Nam mà không cần phải sang Virginia. Nhà Việt Nam đã chính thức lập thêm một chi nhánh tại Maryland và ngày thứ Bảy, mùng 1 tháng 6 vừa qua đã khai giảng lớp nhiếp ảnh miễn phí tại Long Branch Community Center. Anh Lê Nguyên, đại diện nhà Việt Nam Maryland, đã rất vui khi chào mừng quan khách và cảm ơn sự im trợ của các thân hữu cũng như sự tham gia của 20 học viên đã kỳ danh học lớp nhiếp ảnh khóa 1 tại Maryland. Lớp học sẽ được tổ chức miễn phí hàng tuần vào trưa ngày thứ Bảy 12h30 đến 2h30 dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia Sơn Vũ một thành viên của hội nhiếp ảnh Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và cũng là một trong những sắm lập viên của nhà Việt Nam từ năm 2000. Tôi là một thành viên của nhà Việt Nam tại vùng của Maryland. Nhà Việt Nam ngoài những hoạt động đã hỗ trợ cho cộng đồng người Việt tại khu vực Hoa Thịnh Đốn và Virginia trong thời gian qua, thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái nhu cầu của người người Việt và cộng đồng người Việt nói chung cũng còn rất là nhiều. À, và đặc biệt là à, vẫn còn một khoảng trống ở à, tiểu bang Maryland và do vậy đó thì à, anh em chúng tôi à, đã mạnh dạng à, với sự cho phép của à, nhà Việt Nam đã mở rộng các hoạt động sang à, tiểu bang Maryland à, thì cái chương trình mà chúng tôi à, kỳ vọng là có thể là hỗ trợ được cho cộng đồng người Việt thì à, bao gồm à, các à, các mảng à, không chỉ về mặt nghệ thuật mà chúng tôi còn có tham vọng là hỗ trợ và đáp ứng những cái nhu cầu của cộng đồng người Việt những người xa quê cùng như chúng tôi quan tâm đến những người mà đặc biệt là lẻ loi hoặc là cô đơn bệnh tật trong dịp này nhà văn Lê Thị Nhị trong ban điều hành nhà Việt Nam cũng cho biết mục đích chính của nhà Việt Nam là bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại và trong 19 năm qua, tủ sách tuyến quê hương của nhà Việt Nam đã xuất bản được gần 80 cuốn sách và nguyệt sang kỷ nguyên mới, vẫn đến tay độc giả đều đặn hàng tháng. Bên cạnh đó, những sinh hoạt của nhà Việt Nam đã tạo cơ hội cho đồng hương đến với nhau trong tình thần ái. Nhiếp ảnh gia Đỗ Lịnh Dũng, Hội trưởng Hội giúp ảnh Việt Nam vùng Hoành Thành Đốn, đã chia sẻ cùng các học viên kinh nghiệm về nghệ thuật nhiếp ảnh. Anh Hoàng Đức Long, thủ quỹ của nhà Việt Nam, cũng kêu gọi sự tham gia và yểm trợ của quý thân hữu, để có thể tạo thêm nhiều sinh hoạt khác hữu ích cho đồng hương cư ngụ tại Maryland. Nhà Việt Nam cũng đã sinh hoạt cả 10 năm nay rồi. Là lần lần đầu tiên muốn đưa cái sinh hoạt qua bên đồng hương bên Maryland này. Đây là lớp học à, đầu tiên cũng cho công cái khóa là mở cái lớp sử dụng smartphone nữa. Thì ngoài ra chúng tôi có nhiều cái cái sinh hoạt khác trong tương lai. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt trình đốn đến đây xin tạm ngưng. Bí Phương sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hiểu gần xa. Chồng, em, anh, cha, ông nội, ông ngoại của chúng tôi là ông Phạm Bội Hoàn, tức Văn Sinh, pháp danh Nhuận Trí Thiện. Nguyên cameraman cho hãng thông tấn CBS News đã từ trần lúc 3 giờ trưa ngày 8 tháng 6 2019 nhằm ngày 6 tháng 5 năm kỷ hợi tại Virginia, hưởng thọ 86 tuổi. Linh cửu quàng tại Direct Cremation Service of Virginia, 4425 Brookfield Corporate Drive, Unit 100, Chantilly, Virginia 20151, điện thoại số 703-584-4927. Chương trình tang lễ thứ hai 17 tháng 6 2019, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thăm viếng và hỏa táng. Tang gia đồng khớp báo các phó này thay thế Thiệp Tang, xin miễn phúng điếu. Thành kính phân ưu, toàn thể các cộng tác viên của SPTNDC và VTV nguyện cầu cho hương linh của bác Phạm Bội Hoàn vãng sinh cực lạc.